Sáng nay, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga, 46 tuổi, ngụ quận 12, về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tại tòa, bị cáo Nga cho biết hôm xảy ra tai nạn, bị cáo vừa đi sinh nhật bố nuôi về. Xe BM Đức trong vụ việc là xe của công ty, có tài xế riêng, nhưng hôm xảy ra tai nạn, tài xế bận nên bị cáo phải tự lái dù không có giấy phép. Bị cáo cho rằng khi lái xe, do đi giày cao gót nên gót giày đã vướng vào chân ga thay vì đạp chân thắng. Bị cáo Nga cũng thừa nhận đã uống rượu tại buổi tiệc trước khi lái xe. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tòa xử phạt bị cáo Nga từ 36 đến 42 tháng tù. Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nga đã gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi những người thân của bị cáo. Bị cáo Nga cho biết sau khi ra tù sẽ đến tận nhà xin lỗi từng bị hại. Bị cáo Nga cũng khuyên mọi người khi lái xe không nên uống rượu bia, không mang giày cao gót và xin hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất. Theo hội đồng xét xử, vụ tai nạn giao thông do bị cáo Nguyễn Thị Nga gây ra làm chết một người và làm bị thương nhiều người. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhiều người, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình nạn nhân. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Nga phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, áp dụng điểm A, điểm B, điểm E, khoản 2, điều 260, điểm B, điểm F, khoản 1, khoản 2, điều 51 của luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù, trừ đi thời hạn bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 21 năm 2018 đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Thời hạn tù chính từ ngày 29 tháng 5 năm 2019. Chiếc xe BM Đức gây tai nạn là của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhật Thái do bị cáo Nga làm giám đốc, chủ sở hữu. Vì vậy, tòa tuyên trả lại xe cho công ty này do bị cáo đã bồi thường cho các bị hại. Tại tòa, nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm nên hội đồng xét xử không xem xét.